Kính thưa đại chúng, có một lần chúng tôi đi Grab Bike, xe Grab hai bánh đó quý vị. Thì theo phép lịch sự, khi mà ngồi trên xe thì thường hỏi cái anh chạy xe là hôm nay anh chở khách có nhiều không? Sáng giờ anh chạy có mệt không? Thì anh không có trả lời liền, anh im lặng chập, anh mới nói là sáng giờ chở thầy là người đầu tiên á, hy vọng là chở thầy là con sẽ có nhiều khách hơn. Mình mới suy nghĩ không biết chở mình có khách hay là bị ế nữa đây. Có một lần Chánh cũng mua cái ly trà tắc 10.000 của một em bé bán, mình mua ủng hộ thôi. Thì khi mua như vậy, Chánh cũng hỏi thăm là nãy giờ bé bán có nhiều không? Bé đó nói là nãy giờ bán được có 5 ly rồi thầy ơi. Thầy Chánh hỏi là vậy số trà tắc còn dư lại chiều mình phải làm gì? Bé nói là dư thì đem đổ thầy. Nhưng mà nhìn vẻ mặt bé không có vui. Quý vị biết là trong làng có một ông lão, người ta gọi là lão làng, không bao giờ thấy ông lão cười. Hình như là nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt già nua hốc hác của ông lão. Mỗi ngày thức dậy, ông lão làm một nhiệm vụ quen thuộc là đạp xe đi từ đầu làng tới cuối làng, đi từ ngoài làng vào trong làng để nghe ngóng, tìm xem ở trong làng ngày hôm nay có ai chết không, có ai sắp hấp hối không. Bởi vì ông lão bán quan tài, nghĩa là có người hấp hối là ông vui, có người chết là ông mừng, bởi vì bán được quan tài. Mà quý vị biết trong làng đâu phải ai cũng chết thường xuyên đâu, cho nên lâu lắm mới có người chết. Thì trong khoảng thời gian không có người chết thì ông buồn bí xị, có người chết thì ông mới vui. Và chúng ta nói vui như vậy để thấy rằng cái anh chạy ba ôm á, chạy Grab bike á, không có khách thì cũng buồn, mà cô bé bán trà tắc người mua ít quá thì cũng không vui. Hoặc là ông lão bán quan tài mà không có khách thì vẻ mặt cũng bí xị. Như vậy là nỗi buồn trong cuộc sống của mình nè quý vị, nhiều lắm. Và nó biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. Người ta nói người giàu thì chưa chắc đã buồn, bởi vì họ có tiền mà. Có tiền thì mua tiên cũng được. Họ có tiền họ mua được nhiều thứ. Cái gì không mua được bằng tiền thì phải làm sao ạ? Cái gì không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng mà họ có tiền á, chắc gì họ mua được hạnh phúc, và chắc gì họ bán được nỗi buồn của mình. Người nghèo á, người ta buồn đã đành rồi, nhưng mà người giàu có đôi khi còn buồn hơn nữa. Vậy thì nỗi buồn á, đeo bám cuộc sống mình, mình phải làm sao? Mình phải buông bỏ nó. Nếu không buông bỏ thì nỗi buồn sẽ quay kín mình, và suốt cả cuộc đời chúng ta cứ buồn mãi. Thì nhân buổi sám hối hôm nay, xin được chia sẻ với đại chúng vài điều về đề tài buông tay nỗi buồn, để chúng ta hiểu rằng nếu mà mình có giải pháp, mình sẽ vượt qua được nỗi buồn, thiết lập một đời sống an bình hơn. Xin được hiến tặng đề tài này cho đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Một đứa bé khi mới lọt lòng chào đời, nếu mà nó khóc thì không sao. Mà đứa bé không khóc thì người ta làm gì? Người ta lấy tay xoa vào cái sống lưng của đứa bé, hoặc là búng nhẹ vào cái lòng bàn chân để cho đứa bé khóc. Họ kích thích cho cái hệ hô hấp của đứa bé hoạt động tốt. Mà khi thấy đứa bé khóc là người ta mới ok, nghĩa là đứa bé này ổn. Còn không khóc là phải tác động sao cho nó khóc. Đó là nói theo phương diện vật lý. Còn nếu mà nhìn dưới góc độ tâm linh thì mình thấy đứa trẻ vừa mới chào đời không khóc mà bị bắt buộc phải khóc. Phải chăng là cả cuộc đời của đứa bé từ đó cho tới sau này là một chuỗi ngày dài buồn bã, sầu thương? Bởi vì mới sinh ra là bị khóc rồi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nỗi buồn của con người mình là mênh mông, là vô tận.
và chắc hẳn là niềm vui nó ngắn ngủi, nó ít ôi. Vậy thì chúng ta hiểu buồn là gì? Hiểu nôm na, buồn là một trạng thái tâm lý lắng động khi mà chúng ta gặp việc không như ý. Bất cứ những cái gì mà mình mong cầu, ví dụ như là tiền bạc, mua xe mới, mua nhà mới, quen với người yêu, vân vân, những cái mà mình mong cầu mà mình không đạt được đều khiến cho mình rơi vào một cảm giác gọi là buồn. Và buồn là một trong 7 thành tố trong thức tình của nhà Phật, là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nghĩa là mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn. Thì trong đó bi là thuộc về buồn. Còn trong từ điển tiếng Việt có rất nhiều từ để chỉ về tâm trạng buồn. Ví dụ như là buồn rũ rượi, buồn thiêu, buồn man mác, buồn bã, buồn bực, buồn rầu, vân vân. Và quý vị ngồi đây nghe Pháp, một chập nữa quý vị sẽ rơi vào một cái trạng thái buồn, đó là buồn ngủ. Trong ca dao tục ngữ Việt Nam, khi mà diễn tả về nỗi buồn thì cũng có nhiều câu. Ví dụ như là ngồi buồn quậy nước trong trăng, nước trong trăng lặng buồn chăng hỡi buồn. Hoặc là cá buồn cá lội tung tăng, em buồn em biết đãi đằng cùng ai. Nỗi buồn thì có muôn hình vạn trạng. Khi mà chúng ta rơi vào trạng thái buồn thì mình nhìn cái gì mình cũng thấy buồn á. Mình suy nghĩ cái gì nó cũng nhóm cái màu buồn. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy buồn. Cho nên nhà thơ Nguyễn Du có nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nỗi buồn trong cuộc sống của chúng ta thì có nhiều nguyên do quý vị. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu một vài cái nguyên do gì mà chúng ta bị vướng bận cái nỗi buồn trong cuộc sống. Thứ nhất là ta hiểu nỗi buồn như là một phần tất yếu trong đời sống của mình. Nếu cuộc sống của mình có hạnh phúc thì mình phải hiểu rằng đằng sau hạnh phúc chắc hẳn là những ngày buồn. Bởi vì cuộc đời này không phải là hạnh phúc trọn vẹn. Không ai có thể trọn vẹn được niềm vui cả một cuộc sống của mình hết. Cho nên nếu mình vui thì chắc hẳn sau cái vui là có cái buồn. Và mình buồn hết buồn là sẽ tới vui. Cái nỗi buồn khổ trong cuộc sống mình phải chấp nhận nó như là một phần tất yếu. Bởi vì nó là một cái điều hiển nhiên thôi. Có ai sống trên đời mà không buồn không quý vị? Ai cũng buồn hết. Mà quan trọng là mình biết vượt qua cái nỗi buồn đó như thế nào thôi. Chứ nói không buồn là không phải. Rồi cái thứ hai là mình buồn là do mình suy nghĩ tiêu cực. Khi mà một sự việc xảy đến, thay vì mình suy nghĩ theo hướng tích cực để giải quyết thì chúng ta lại suy nghĩ sang hướng tiêu cực. Mà quý vị biết là suy nghĩ tiêu cực thì vấn đề nó không có thông thoáng, nó không có lối thoát. Cũng là một cái sự việc, sự cố xảy ra, tại sao mình không suy nghĩ tích cực để tìm ra cái giải pháp mà lại thụ động trong cái suy nghĩ tiêu cực chứ? Cho nên mình tiêu cực là mình không giải quyết được vấn đề, mà không giải quyết được vấn đề là khiến cho mình buồn bực. Cho nên suy nghĩ tiêu cực cũng là một cách mà khiến cho người ta buồn. Quý vị biết là một buổi sáng đẹp trời nọ, có một bầy ếch đi vào trong rừng nó dạo chơi. Đang đi như vậy, có hai con ếch bất thình lình lọt xuống cái hố sâu. Vì cái hố quá sâu cho nên những bạn ếch còn lại tìm cách để đưa hai người bạn này lên, nhưng mà cuối cùng không đưa được, gọi là bó tay chấm cơm. Thì các bạn ếch mới nói là thôi bây giờ lỗi số phận rồi, chắc là các bạn ở dưới chờ chết đi, chứ chúng tôi tìm hết cách để đưa các bạn lên mà không được. Nhưng mà hai con ếch nó cố gắng nó phóng lên. Khi mà nghe các bạn ếch ở trên miệng hố nói như vậy, một con trong số đó nó tuyệt vọng. Là bởi vì nó tiêu cực, nó không có năng nổ để nó phóng lên, rồi nó lăn đùng ra nó chết luôn. Còn cái con ếch còn lại, quý vị biết là ở trên miệng hố càng hô hào, gàng cản nó đừng có phóng lên nữa, vô ích thôi, ở dưới chờ thời đi. Càng gàng cản bao nhiêu thì nó càng phóng lên bấy nhiêu.
và cuối cùng nó phóng ra được miệng hang. Vậy thì chúng ta nói con ếch này nó có tích cực không? Chưa hẳn. Lên hỏi sao mà bạn lên được hay vậy? Chúng tôi đâu có yêu cầu bạn lên đâu. Nó nói là nãy giờ nó bị lãng tai, cho nên nó nghe người ta gàn cản, nó tưởng đó người ta động viên nó. Mà nói gì đó thì mình thấy con ếch này nó cũng có yếu tố tích cực. Bởi vì tuy nó lãng tai nhưng mà nói tiêu cực là chắc nó chết sớm ở dưới hố. Cho nên ảnh cứ phóng và cuối cùng ảnh thoát được. Mất niềm tin vào chính mình đó quý vị, gọi là vong thân. Mất niềm tin với người khác thì không thể thâm giao được. Và mất niềm tin vào cuộc sống thì ta không thể thành công trong mọi lĩnh vực. Cho nên là ta không nên tiêu cực trước mọi vấn đề, mà phải suy nghĩ tình huống tích cực. Thứ ba là ta phải hiểu rằng nỗi buồn rồi sẽ thoáng qua nhanh như cơn gió. Quý vị nào có thấy nỗi buồn nó đến với mình mà nó ngự trị lâu dài không? Không có. Một khoảnh khắc nào đó, hoặc là một vài ngày, thậm chí một vài tháng, rồi cũng qua thôi. Không có nỗi buồn nào mà ở lại mãi. Mình quán chiếu cái nỗi buồn nó chỉ là một cảm xúc tạm thời như gió thoảng, thì như vậy mình không phải đắm chìm vào nó. Mà không đắm chìm vào nó lâu dài thì chúng ta thoát được cái nỗi buồn. Thượng tọa Hoằng Pháp có một câu nói: buồn phiền để gió cuốn đi, chuyện đời là thế có chi bận lòng. Cái chuyện đời là vậy thôi. Những cái buồn phiền của mình để gió cuốn đi xa đi, đừng có chất chứa trong lòng làm gì cho nó buồn khổ. Bởi vì cái thế gian này là vậy đó, chuyện của cuộc đời này là vậy đó, có gì đâu mà mình phải bận lòng. Chúng ta hiểu rằng cái nỗi buồn nếu mà nó qua nhanh như gió thoảng thì không có gì mà mình phải níu kéo nó, mình nắm giữ nó, mà hãy buông tay cho nó đi theo gió, đi xa. Người ta nói là buồn nào rồi cũng sẽ qua, phải không quý vị? Nhưng mà chỉ có buồn ngủ là không tha mỗi ngày. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Ngày nào chúng ta cũng đi ngủ hết trơn, buồn đó là nó không tha mình được. Kính thưa đại chúng, nỗi buồn thì có nhiều cái cấp độ khác nhau. Có những nỗi buồn vu vơ, có những nỗi buồn thầm kín, có những nỗi buồn đi qua rất nhanh, nhưng mà có những nỗi buồn cứ mãi ở lại. Nói về nỗi buồn vu vơ, không rõ nguyên do, thì nhà thơ Xuân Diệu có viết: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Hoặc là có những nỗi buồn mông lung, đi hoang một cách vô định, là dắt mình qua những phố đông, dắt mình qua những mênh mông nỗi buồn. Hoặc có những nỗi buồn thầm kín, khi mà màn đêm buông xuống, một người âm thầm nhớ về một người, là đêm nay, đêm mai nữa, tôi nhớ một người không nhớ tôi. Quý vị có cảm giác đó không? Tối về có âm thầm nhớ tới ai không? Hoặc là một người cảm thấy như là mình bất lực trước cuộc sống, bế tắc trước mọi việc. Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ, đưa tôi qua những khúc rẽ cuộc đời. Đời còn dài, còn bao nhiêu ngã rẽ, rẽ lối nào cho đời bớt chông gai. Bây giờ thì nói về cấp độ nỗi buồn thì mình tạm chia làm hai cấp độ, đó là buồn nho nhỏ và buồn hơi lớn. Buồn nho nhỏ là buồn sao? Ví dụ bây giờ quý vị vào đây nghe quý thầy giảng pháp, rồi sau đó quý vị tham dự một thời kinh, một thời sám hối với quý thầy. Đọc kinh xong, sám hối xong, nghe lòng thanh thản nhẹ nhàng lắm. Bước ra bên ngoài chuẩn bị về thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng, là giang hồ hiểm ác nào đó cộm mất đôi dép của mình. Buồn không? Buồn, nhưng mà buồn nho nhỏ thôi. Chứ không lẽ giờ trách chùa lấy dép, chùa đâu có lấy dép đâu. Ai đó cộm mất của mình à? Hoặc là người ta mang nhầm, mà buồn này biết nói cùng ai. Có chú Tiểu mới xuất gia, cô Phật tử vào gặp chú Tiểu, cổ mến quá, cổ phát tâm cúng dường cho chú Tiểu. Cô nói là con cúng dường cho chú. Rồi cổ mở cái ví lấy tờ tiền ra đưa cho chú Tiểu. Chú Tiểu sáng mắt,
cảm thấy rất là vui, bởi vì cổ móc tờ 500 ngàn. Nhưng mà khi cổ đưa chú thì cổ nói là con cúng dường cho chú 300, chú thối lại con 200. Chú Tiểu không biết giải quyết làm sao luôn á. Không lẽ giờ lấy luôn 500 thì không được, người ta đâu có cúng cho mình đâu. Mà tự nhiên cúng dường mà thối lại 200 thì cũng hơi lạ lạ. Thôi kệ, có còn hơn không, có chồng còn hơn ở giá. Thôi 300 thì đỡ 300, thì thối lại 200. Cứ tưởng là được 500 nhưng mà không được trọn vẹn. Đó là buồn nho nhỏ. Quý vị biết là có một lần nọ, quý thầy đi qua bên Đài Loan á, đi có việc vài ngày rồi về. Trước khi về thì Phật tử tiễn ra sân bay, gặp nhau tại bến xe trung tâm Đài Bắc. Rồi một số cô Phật tử chia tay với quý thầy. Thì con cô cậu nói là con có việc này thắc mắc, cô muốn hỏi thầy. Nhưng mà con định về Việt Nam để gặp sư phụ hỏi, bởi vì cổ quy y với thượng tọa ở đây. Cậu nói là quý thầy cô ở Việt Nam qua bên Đài Loan du học á, con sẵn sàng, con cúng dường tịnh tài tịnh vật, con phát tâm lo cho quý thầy quý sư cô. Nhưng mà bây giờ quý thầy quý sư cô buông lung quá, không lo học hành, không biết con có nên cúng dường nữa hay không. Mình cũng biết trả lời sao. Mình nói thôi, để khi nào có dịp về Việt Nam á, rồi cô gặp thượng tọa, cô thăm thượng tọa rồi hỏi ngài luôn, ngài chỉ dạy cho. Rồi sau đó thì nói chuyện nhiều thêm một chút nữa. Chỉ trước khi về á, cổ mới gửi cúng dường cho mỗi thầy một cái phong bì. Cổ nói con cúng dường thầy một ít lộ phí để đi đường. Rồi sau đó cảm ơn cổ rồi mình lên xe bus mình đi. À, quý vị biết là từ bến xe trung tâm Đài Bắc ra sân bay Đào Viên á, đi xe bus là khoảng 40 phút. Thì trong khoảng thời gian đó rảnh mình đâu làm gì đâu. Thì mình len lén mình mở phong bì ra mình coi. À, quý vị mở phong bì ra coi á, thì thấy cổ cúng cho một tờ 1.000 ria Campuchia. Ở Đài Loan mà cúng tiền Campuchia. Quý vị biết là 1.000 của Đài Loan á, đổi ra khoảng 700.000 tiền Việt. Còn 1.000 ria của Campuchia á, đổi ra khoảng 6.000 tiền Việt Nam thôi. Đó là buồn nho nhỏ. Không lẽ trách cổ cúng dường ít quá. Đâu dám trách đâu. Mà lúc đầu thì cổ nói dữ dội lắm. Mấy thầy cô qua bên Đài Loan du học mà con lo lắng, con cúng dường tịnh tài tịnh vật. Mà cuối cùng cúng tan vậy đó. Buồn này không biết nói với ai. Thôi kệ, mở ra coi rồi len lén đút cô cặp da lại, im lặng luôn. Không dám nói cho người khác sợ quê. Bữa nay nói cho quý vị nghe đó. Mà bây giờ là bên cạnh nỗi buồn nho nhỏ thì chúng ta có nỗi buồn hơi lớn chút. Nỗi buồn lớn là nỗi buồn gì? Bây giờ quý vị ngồi đây nghe Pháp, nghe chập và thấy lưng nó hơi đau, chân nó hơi nhức, đầu nó hơi nặng nề, là mình hiểu rằng sức khỏe mình kém rồi. Mình không còn mạnh khỏe như năm xưa nữa. Tóc quý vị đã bắt đầu bạc trắng, da đã nhăn nheo đi, mắt đã mờ đục, nhìn không thấy rõ nữa. Cái sức nghe của tai bị kém dần đi. Như vậy là mình hiểu rằng mình đã già, đã lớn tuổi, không còn khỏe mạnh như những năm về trước nữa. Mình sợ. Sợ gì quý vị? Sợ một ngày nào đó con mình nó sẽ rửa hình mình, nó để lên nóc tủ nó thờ. Đó là nỗi buồn lớn. Ta nói là chúng ta rồi cũng sẽ già, sẽ lên nóc tủ ngắm con gà khỏa thân. Nó để hình mình lên nóc tủ nó thờ, rồi nó luộc con gà nó cúng. Đó là nỗi buồn lớn đó. Mình buồn là mình sợ mình chết, đúng không? Hoặc là chúng ta buồn á, vì mình theo Phật nhiều năm, mình thực tập chuyển hóa nhiều năm, nhưng mà dở quá. Khóa tu Phật thất nào của chùa Pháp tổ chức mấy chục khóa cũng đều tham dự hết. Bao nhiêu lần tu một ngày cũng đều có mặt hết. Nhưng mà mình nhận thấy rằng cái tu tập của mình còn yếu kém quá, cho nên mình buồn. Nỗi buồn đó là nỗi buồn lớn. Lúc đầu mới vào tu á, thì nhìn ai cũng bằng cái nhìn từ bi. Tu tập thời gian nhìn ai cũng bằng ánh nhìn viên đạn hết trơn. Đó là nỗi buồn lớn. Ở đây quý vị có nhìn bạn bè mình bằng cái nhìn viên đạn không? Hoặc là chúng ta đi xa, không có dịp về quê để phụng dưỡng cha mẹ già. Cha mẹ năm nay lớn tuổi, gần đất xa trời, mà mình không có thời gian để gần gũi, chăm sóc, phụng sự sớm hơn.
Đó là nỗi buồn lớn vì mình chưa có làm tròn cái chữ hiếu đạo của mình. Bây giờ mình thấy nỗi buồn như vậy, quý vị, mình phải làm sao? Mình phải chuyển hóa nó. Quý vị thấy là nỗi buồn thường là người ta gán cho cái chữ tiêu cực thôi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ là nỗi buồn có những cái tích cực của nó. Nếu mà chúng ta chịu khai thác nỗi buồn dưới một góc độ khác, là chúng ta biết rằng nhờ nỗi buồn mà mình biết ra được nhiều thứ. Ví dụ như là khi quý vị làm ăn bị thất bại, mình buồn. Thất bại ai lại không buồn? Mà nhờ nỗi buồn đó mình mới chiêm nghiệm lại, hình như mình đầu tư hơi bị sai, mình phung phí vốn vào những việc không cần thiết. Quý vị buồn á, vì không còn ai phụng sự quý vị nữa. Khi mà mình còn chức còn quyền á, còn làm ăn thành đạt á, thì tiền hô hậu ủng. Bây giờ mình hết thời rồi, lính mình đã bỏ mình đã đi hết. Người ta nói là còn thời thì cưỡi ngựa bắn cung, hết thời thì xuống ngựa lụm thung bắn ruồi. Rồi quý vị chơi thân với bạn bè nhiều năm á, bị nó gạt mình bị sốc. Tình bạn mà nhiều năm gầy dựng mà bây giờ nó chơi xấu mình cảm thấy bị sốc quá, mình buồn. Vì nhờ nỗi buồn đó đó, mình mới nghiền ngẫm lại cái tình bạn của mình giữa nó với mình nhiều năm qua. Thì mình mới hiểu rằng đứa nào là bạn tốt của mình, đứa nào không phải là bạn tốt. Người ta nói á, chơi với bạn bè á, chơi keo quá thì nó chửi, mà chơi tốt quá thì nó nghi ngờ. Cho nên là nhiều khi trong cái nỗi buồn mình suy tư lại cái tình bạn của mình. Hoặc là chúng ta bị người khác lừa gạt, mình buồn, lừa gạt mà sao không buồn được. Và nhờ nỗi buồn đó mình mới bắt đầu nghiền ngẫm, tư duy lại. Mình sống hình như cũng tử tế với người khác lắm mà, mình cũng giúp đỡ nhiều người lắm mà, sao người ta gạt mình. Mình cho người ta mượn tiền đó quý vị, tới thời mình nhắc lại người ta chặn số mình, người ta quỵt nợ mình. Cho nên mình mới nghiền ngẫm ra là sống là phải cho đi, cho đi tất cả những gì chúng ta có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó. Nói chung á, là nỗi buồn ở trong cuộc sống nó có nhiều lắm. Đôi khi chúng ta phải hiểu rằng những cái nỗi buồn đó như là một chút gia vị liêm nếm, để chúng ta suy tư lại cách sống của mình, và từ đó mình xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, để trong tương lai mình không phải bị vướng bằng những nỗi buồn như vậy nữa. Và mình phải cảm ơn nỗi buồn, bởi vì nhờ nỗi buồn mà mình có thể vững chãi hơn, trưởng thành hơn. Người ta nói là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết nắng mưa nhiều. Cho nên đôi khi nỗi buồn á, mình phải cảm ơn nó, bởi vì nhờ nó mà mình nghiền ngẫm được nhiều thứ mà lúc bình thường á, khi vui là mình chưa có cơ hội để mình suy tư. Kính thưa đại chúng, khi mà mình bị nỗi buồn như vậy, nó đeo bám trong cuộc sống của mình, thì mình phải làm sao? Phải buông tay nỗi buồn, đừng có nắm nó. Nắm nỗi buồn hoài thì mình không có được vui. Đừng nghĩ rằng làm thế nào để không buồn, mà chúng ta phải nghĩ rằng là làm thế nào để vượt qua nỗi buồn. Bởi vì nỗi buồn trong cuộc sống là luôn luôn có, cho nên nói không có nỗi buồn là không bao giờ. Vậy thì khi nỗi buồn tới, chúng ta phải suy nghĩ là làm cách nào để vượt qua. Làm cách nào để vượt qua. Vậy thì chúng ta phải làm sao để buông tay nỗi buồn. Nhiều nghiên cứu người ta cho rằng cái cảm xúc buồn của con người nó thường dai dẳng hơn là cảm xúc vui. Bởi vì người ta thường chìm đắm trong những cái nỗi buồn, họ suy tư về nó mãi, họ dành nhiều thời gian để gặm nhấm cái nỗi buồn đó. Và quý vị biết là ôm ấp cái nỗi buồn khổ nhiều á, nếu mà không biết cách vượt qua sẽ dễ bị trầm cảm. Cho nên chúng ta có vài giải pháp cơ bản, nếu mà chúng ta thực tập có thể giúp chúng ta dễ dàng vượt qua được nỗi buồn. Thứ nhất là chúng ta nhận thức được cảm giác buồn mà không kỳ thị, không phán xét. Như đã nói lúc nãy, nỗi buồn như là một phần tất yếu trong đời sống của mình. Mình không thể trốn tránh nỗi buồn để tìm thấy niềm vui. Mình không thể xả bỏ cái khổ đau mà đi tìm hạnh phúc. Bởi vì trong vui có buồn, trong hạnh phúc có khổ đau. Cho nên mình phải hiểu rằng cái cảm giác buồn
Nó là một điều thực tế trong cái đời sống của mình và mình phải chấp nhận nó. Chúng ta có thể nghĩ là không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, hoặc là không sao đâu, nỗi buồn này rồi sẽ qua thôi. Hoặc là chúng ta có thể tác ý là so với nỗi buồn của thế giới thì nỗi buồn của mình có đáng là bao. Thế giới có nhiều chuyện buồn ghê gớm lắm, mà mình có gì đâu mà mình phải buồn quý vị. Có thể mình tác ý như vậy, chưa hẳn là mình giải quyết được nỗi buồn, nhưng mà mình nhận diện được nó và kiểm soát được nó. Cái thứ hai là khi chúng ta buồn thì mình tìm những cái việc dễ dịu gì đó để mình làm. Có những cái việc bình thường á, quý vị thích làm lắm nhưng mà chưa có dịp để làm. Bây giờ buồn mình sẽ làm. Ví dụ như là quý vị vẽ một cái bức hình gì đó, hoặc là quý vị lấy guitar ra đàn, khi mà mình buồn mình đàn guitar, hoặc là mình mở karaoke để mình hát. Người ta buồn người ta khóc, mình buồn mình hát. Mình thích làm lạ hơn so với người khác. Mình thích cái gì đó mà thay vì quý vị để tâm vào cái nỗi buồn đó, đúng không? Mình gạt qua, mình chuyên chú vào cái công việc mà mình yêu thích, mình đánh lừa cái cảm xúc của mình. Thì như vậy là mình không có bị cái buồn nó xâm chiếm nữa. Có nhiều người lạ lắm quý vị, mỗi khi buồn thường lên sân thượng. Quý vị biết làm gì không? Lên sân thượng để đếm anten trong thành phố. Thành phố có bao nhiêu cái chảo anten? Cả một thành phố mà làm sao đếm hết anten. Mà buồn là thích lên đó đếm anten vậy thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Cái kiểu họ vậy đó. Họ thích cái việc đó đó, nhưng mà bình thường thì họ không làm. Buồn thì mới bước lên đó đếm. Rồi một cái cách thứ ba nữa là chúng ta giao tiếp với bạn bè. Khi mà quý vị buồn á, đừng nói đừng làm gì hết. Nộp cạc điện thoại, đăng ký gọi 10 phút không tốn tiền, tám chuyện với bạn. Có những người bạn lâu ngày á, chưa có bao giờ gọi, lưu số điện thoại của bạn trong điện thoại, trong danh bạ làm kiểm thôi, chưa bao giờ gọi. Bây giờ buồn thì lấy ra gọi. Không, quý vị biết là tám chuyện với bạn, nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện ta, chuyện người. Bình thường thì không có bàn chuyện thế giới đâu, nhưng mà buồn vô thì bàn chuyện thế giới. Và các vị đó lập ra cái hội, gọi là hội những người ăn rau muống mà bàn chuyện thế giới. Và cái giải pháp thứ tư á, theo nhà Phật, là chúng ta nên thực tập thiền định. Khi mà cảm xúc buồn nó chi phối thân tâm mình á, chúng ta tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, ngồi xếp bằng theo tư thế hoa sen như Đức Phật, thả lỏng người, hít vào thở ra, nhiếp điểm hơi thở, thì thấy thân mình nó lắng dịu lại, tâm mình nó bình lại, và cái cảm xúc buồn đó nó cũng nhẹ lại. Lúc đó chúng ta mới suy tư là tại sao mình lại buồn. Thì nhờ trong cái trạng thái thiền định lắng sâu đó, mình mới thấy được cái nỗi buồn xuất phát từ đâu. Cho nên thực tập thiền định là một cái giải pháp tốt nhất mà nhà Phật khuyên chúng ta để có thể vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là buồn. Ai đó có nói quý vị, đời người là một hợp đồng trọn gói, gồm có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Tất cả chỉ bán chung một gói thôi, không có bán riêng từng thứ được. Hay như Thượng Tọa Chu Hoằng Pháp á, Ngài có cái câu nói là cuộc đời là khổ là vui, là cay là đắng ngọt bùi cộng chung. Rồi cuộc đời này cay đắng ngọt bùi nó cộng chung lại. Cuộc đời này hạnh phúc nỗi buồn nó đi chung với nhau. Chúng ta không thể từ bỏ nỗi buồn mà chạy tìm hạnh phúc. Hoặc là mình không thể tách khỏi cái đắng, cái cay mà để tìm cái ngọt, cái buồn. Không có. Chúng vậy song hành tồn tại cùng nhau. Cho nên là mình hiểu rằng cái nỗi buồn này nó luôn luôn có mặt với mình. Mình nhìn nhận nó để kiểm soát cái cảm xúc. Quý vị biết là nỗi buồn trong cuộc sống ai cũng có hết. Có một nhạc sĩ viết là đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào. Theo lời bài hát của nhạc sĩ là cuộc đời này toàn là những ngày sầu khổ buồn bã. Quá nhiều đến mức độ mà nhạc sĩ không tìm thấy cái niềm vui ở chỗ nào. Không biết niềm vui chỗ nào. Vì nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn. Nhưng mà kính thưa đại chúng, tính chất của nỗi buồn không có phụ thuộc vào lý do khiến chúng ta buồn, mà phụ thuộc chính vào cái mục đích mà chủ thể đặt ra. Là chúng ta có ví dụ, cùng là một điểm 4, nhưng mà một học sinh trung bình thì cảm thấy bình thường,
Nhưng mà điểm 4 đó sẽ là nỗi buồn rất lớn đối với một bạn học sinh giỏi. Bạn học sinh giỏi đó là chủ thể, bạn đặt ra cái yêu cầu là phải làm được 8, được 9 điểm. Nhưng mà không ngờ cái bài này thầy giáo chấm có 4 điểm à. Cho nên cái điểm 4 đó không phải là lý do khiến cho bạn buồn, mà vì cái ý tưởng của bạn, cái chủ đích của bạn muốn đạt được điểm cao mà không đạt được, cái đó mới khiến cho bạn buồn. Hoặc là anh chị chia tay với nhau sau nhiều năm quen biết, hai người bây giờ không còn đi chung lối nữa, chị đi đường của chị, anh đi đường của anh. Cái cuộc chia tay đau buồn đó sẽ là nhẹ nhàng đối với anh chàng sống nặng về lý trí, nhưng mà cuộc chia ly đó sẽ đẫm đầy nước mắt, buồn rũ rượi đối với anh chàng sống nặng về tình cảm. Bởi vì chia tay người yêu á, cái cuộc chia tay đó không hẳn là lý do chính để khiến cho anh ta buồn, nhưng mà vì anh ta quá đặt nặng vào cái việc là tình cảm của mình với cô nàng này sẽ bền chặt trăm năm, nhưng mà bây giờ không có vẹn lối được, chia tay cho nên ảnh buồn. Do chúng ta đặt để ra cái gì đó chúng ta mong muốn, mà khi chúng ta không đạt được cái mong muốn đó thì mình mới buồn. Giống như nhà Phật nói cái từ tri túc đó quý vị. Tri túc là biết đủ, là mình cảm thấy đủ là cái gì mình cũng cảm thấy đủ, mà khi mà mình cảm thấy thiếu là cái gì mình cũng thấy thiếu. Cho nên những cái lý do trong cuộc sống này chưa hẳn là khiến chúng ta buồn, mà do cái tham vọng của mình lớn quá, cái mong cầu của mình lớn quá, mà khi mình không đạt được là mình mới buồn. Cho nên bây giờ là mình biết mình buồn là nhiều khi mình mong mỏi cái gì đó nó vượt ngoài cái tầm với của mình, thì chúng ta phải làm sao bớt ham muốn lại, tập sống biết đủ lại. Vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nỗi buồn á, là không ai khác tạo ra mà do chính mình. Mình là chủ thể tạo ra nỗi buồn đó. Tạo ra nỗi buồn thì mình phải biết buông tay nỗi buồn. Nói cách khác á, người ta nói là nắm được thì buông được, cầm lên được thì bỏ xuống được. Cho nên là mình tạo ra nỗi buồn được thì bây giờ mình phải biết buông tay nỗi buồn đó, đừng có nắm tay nỗi buồn nữa. Nắm tay nỗi buồn thì mình sẽ buồn, sẽ khổ hoài thôi. Kính thưa đại chúng, khi nào mà chúng ta hóa giải được nỗi buồn thì khi đó chúng ta mới tìm thấy được sự an lạc, bình thản của thân tâm. Ngày nào mà chúng ta còn vướng bận vào những nỗi buồn trong cuộc sống của mình, những ngày tháng đó chúng ta không có bình yên hạnh phúc. Cho nên hôm nay nghe pháp thoại buông tay nỗi buồn, mình phải cố gắng tập buông tay ra, đừng có nắm giữ. Có những cái mình cần nắm giữ, ví dụ như là niềm vui, hạnh phúc, những điều tốt mình nên nắm giữ. Còn nỗi buồn thì mình nên buông tay, đừng có để nỗi buồn gõ cửa nhà mình nhiều quá. Và chơi với nỗi buồn nhiều quá thì sẽ không tốt cho mình. Xin phép được kết thúc pháp thoại ngang đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mến chúc đại chúng có một buổi tối an lành.